Wait another minute, no, I won't. Wait another minute, no, I won't. I won't wait another minute, no, I won't, yeah. I won't wait another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. You made me feel good. I like it. Take my hand in the middle.
Singing
trong cái gia đình ta nữa, mà các con cũng phải thấy nhận thể bằng hạnh phúc của các con là do các con ở trong mặt này của các con nỗ lực giữ gìn duy trì những cái này. Tuy nhiên là các cháu mong rằng được sẽ vun đắp rèn rũa tiếp tục của cô dì chú bác, thế rồi là ông bà thân sinh ra Thẩm Châu, để cho hai bên cùng chung tay vun đắp hạnh phúc. Lúc đầu nó có những cái nó vỡ vỡ, có những cái là nó chưa phù hợp với lại cái điều kiện của xã hội, cái điều kiện của gia đình, nhưng một thời gian nó sẽ phù hợp. Cái đó là cái mong muốn của mẹ, và cái duy nhất là làm sao con hai con nỗ lực duy trì để phát triển cái hạnh phúc của các con là trong tầm tay của các con, không trong tầm tay của mẹ. Bất kể của đại phải biết giữ gìn, biết nắm lấy để nó duy trì. Nếu không có nỗ lực thì cuộc sống sẽ bị trôi lại với tiền của chúng ta. Chúc hai con hạnh phúc. Waiting my whole life for that day. Until then, I'll live to hear you say. Well done, well done, my good and faithful one. Welcome to the place where you belong. Well done, my beloved child. You have run the race and now you're home. Welcome to ông của bà, kính thưa anh em bạn bè gần xa, kính thưa toàn thể các quý vị, thay mặt hai bên gia đình, tôi xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các quý vị, chung vui cùng với hai gia đình chúng tôi và chúc phúc cho các cháu. Nhân dịp này, cho chúng tôi được chúc sức khỏe và chúc các quý vị gặp nhiều may mắn. Trân trọng cảm ơn. Well,